sản phẩm mà ngày hôm nay Roxy Việt Nam muốn gửi tới tất cả các bạn đó chính là một chiếc lò nướng điện có mã số là Start 4 Big do hãng Resto Italia sản xuất. Chắc hẳn đối với những đầu bếp thì các bạn cũng không còn quá lạ lẫm đối với thương hiệu Resto Italia nữa, bởi đây đang là một hãng nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực sản xuất các loại lò nướng. Với một thiết bị lò nướng chuyên nghiệp đẳng cấp cao như thế này sẽ giúp người đầu bếp tạo ra được những món nướng có hương vị thơm ngon và tinh tế nhất. Trong lĩnh vực cung cấp các loại lò nướng trên thế giới thì Resto Italia đang là một trong những hãng sản xuất nổi tiếng đi đầu về chất lượng của sản phẩm, không ngừng cải tiến kiểu dáng cũng như áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất vào sản phẩm. Và chúng tôi hy vọng rằng qua clip này sẽ giúp các bạn có thêm một chút kiến thức để có thể lựa chọn ra cho mình một chiếc lò nướng đẳng cấp chất lượng quốc tế. Quay trở lại với chiếc lò nướng điện Resto Italia mã số Start 4 Big ngày hôm nay thì đây là một sản phẩm do hãng Resto sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu chính đó là điện. Chiếc lò nướng Start 4 Big có kích thước theo chiều dài rộng cao đó chính là 96 x 98 x 40 cm, sử dụng nguồn điện 3 pha 240V hoặc là 400V 50Hz với công suất lên tới 6,0 kW trên 1 giờ. Với một chiếc lò nướng điện Start 4 Big như thế này, các bạn có thể thấy rằng sản phẩm được thiết kế theo kiểu dáng rất là hiện đại, có vỏ ngoài được làm bằng inox, các đường nét của sản phẩm vô cùng tinh tế. Với một chiếc lò nướng Start 4 Big, các bạn có thể tạo ra những món nướng thơm ngon nhất rất dễ dàng mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên nguyên vẹn của món ăn. Và các bạn cũng có thể điều chỉnh mức nhiệt độ sao cho phù hợp với hệ thống điều chỉnh ở phía bên tay phải của lò. Bên trong lò có thiết kế rộng và được làm bằng inox, đảm bảo dễ dàng lau chùi cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây quả thực là một sự lựa chọn hàng đầu cho những chủ đầu tư, nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, bởi đây là một sản phẩm có chất lượng hàng đầu thế giới. Các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc là sở hữu chiếc lò nướng Start 4 Big thì hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Cả thế giới sẽ nằm trong căn bếp của bạn. Với chiếc lò nướng Start 4 Big, các bạn có thể nướng dễ dàng các món ăn, ví dụ như bánh hoặc là một số loại rau củ, điều khiển rất là dễ dàng. Và sau đây là một số hình ảnh cụ thể về hãng Resto Italia. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Roxy Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ đang là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Và ở chuyên đề này, Roxy Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Resto Italia, một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Italia. Resto Italia là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp. Sản phẩm của Resto Italia được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Resto Italia được đặt tại Italy, một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới, tập đoàn kinh doanh đa ngành, chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Roxy Việt Nam đã nhận được sự cho phép của Resto Italia để phân phối và phát triển thương mại và đang là đại diện cho Resto Italia tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một trong số những thông tin về Resto Italia mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Resto Italia là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các loại máy móc chế biến thực phẩm. Kể từ năm 1961, Resto Italia đã sản xuất các loại máy móc chế biến thực phẩm như lò nướng điện, lò nướng ga, máy trộn bột, máy cán vỏ bánh pizza, máy cắt rau củ quả, format, bếp trên điện, v.v. Tất cả các loại máy móc của Resto Italia được sản xuất và lắp ráp tại tòa nhà Technoa ở Ý, nơi mà tất cả các giai đoạn sản xuất đều được diễn ra, bắt đầu từ việc lựa chọn nguyên liệu kim loại cho đến việc hàn, lắp ráp, kỹ thuật đều được đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn của châu Âu. Sản phẩm của Resto Italia được bảo hành 12 tháng. Lĩnh vực nghiên cứu, Resto Italia đã không ngừng tìm kiếm các loại vật liệu mới phù hợp cho việc sản xuất máy chế biến thực phẩm. Resto đã thử nghiệm các loại giải pháp mới và hình dạng mới cho tất cả các sản phẩm của hãng. Về mảng thiết kế, nghiên cứu của Resto Italia trong xu hướng thị trường mới cho phép hãng cung cấp được đổi mới các giải pháp và mẫu mã để phù hợp với nhu cầu của thị trường. Về sản phẩm của Resto Italia được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Italy.
Presto Italia là một trong những nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiep số 1 tại Italia. Sản phẩm của Presto có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật của hãng như các dòng lò đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có chất lượng rất tốt. Với tư cách là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 Việt Nam, Pepsi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để có thể đem những sản phẩm của hãng Presto Italia về với Việt Nam, tiếp cận cùng với người tiêu dùng. Dưới đây là giấy tờ ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn Rossi Việt Nam và tập đoàn Presto Italia. Rossi Việt Nam xin được giới thiệu với tất cả các bạn một số dòng sản phẩm tiêu biểu của hãng Presto Italia mà Rossi Việt Nam muốn gửi tới tất cả các quý khách hàng. Sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập tới đó chính là dòng sản phẩm máy thái rau củ quả. Máy thái rau củ quả Presto Italia phù hợp với các nhà hàng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, với khung máy được làm nguyên khối bằng thép chống rỉ, lưỡi dao sắc bén, nhiều kích thước khác nhau, vận hành tháo lắp đơn giản trong vòng vài giây. Tất cả các phần cắt được làm từ thép không rỉ hoặc nhựa đặc biệt. Màn hình điều khiển đơn giản, đèn LED bàn phím, điều khiển xung kỹ thuật số. Sản phẩm được lắp ráp và sản xuất tại Italy. Dòng sản phẩm thứ hai, một trong những dòng sản phẩm chủ chốt của hãng đó chính là dòng sản phẩm lò nướng bánh. Lò nướng bánh Tech Pro chuyên dùng để làm vỏ bánh pizza và các loại bánh khác nhau. Sản phẩm đạt được tiêu chuẩn an toàn, độ tin cậy và hiệu quả trong nấu ăn. Cửa kính được làm bằng kính cường lực với cách nhiệt cực tố, đảm bảo kiểm soát nấu ăn tuyệt vời và có thể tiết kiệm năng lượng. Mặt trước và mặt sau của cánh cửa được làm bằng các tấm thép chống rỉ, cách nhiệt ghép lại. Năng lượng cung cấp bằng đèn halogen cực mạnh. Thiết bị điều khiển làm bằng vật liệu chịu nhiệt rất là tốt. Một dòng sản phẩm nữa mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả các bạn của hãng Presto Italia chính là dòng sản phẩm máy cán bột làm bánh. Máy cán bột làm bánh của hãng Presto Italia được làm bằng thép không rỉ, có thể giải quyết mọi vấn đề chuẩn bị để làm bánh. Cắt tạo khuôn bánh theo nhu cầu từ 0 đến 4 ly với lưỡi dao sắc bén được làm từ hợp kim siêu cứng. Hiện Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho hãng Presto Italia tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Presto tham gia cung cấp sản phẩm cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Nếu công ty bạn làm khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện, trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn ngay Presto Italia cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất với chất lượng đẳng cấp đến từ châu Âu, hàng hóa xuất xứ từ Italia. Rossi khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp. Các bạn hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và nhận được các thông tin của hãng. Rossi Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn các sản phẩm công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như Coresta, Change, Pharma, Presto Italia. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được những sản phẩm tốt với giá rất ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời, và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ của hãng Presto Italia nói riêng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ của Rossi Việt Nam nói chung. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn có thể click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của hãng Presto Italia, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912-863-364, showroom miền Nam 0868-998-663, tổng kho bán buôn 024
0985867812, hợp tác kinh doanh 0989999884, email info@rossi.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về tập đoàn Resto Italia, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Italia trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến thực phẩm công nghiệp. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới.